Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới hôm nay, sau trang tin phản ánh các hoạt động của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh, là mục chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phóng sự, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng ở đồn biên phòng Nậm Kè. Sau đây là nội dung chi tiết. Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên, Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho người dân khu vực biên giới trên địa bàn xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Tại chương trình có gần 700 lượt người dân thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Xín Thầu được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Qua thăm khám, các y bác sĩ phát hiện nhiều trường hợp mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, tăng huyết áp, xương khớp, da liễu. Các bác sĩ cũng đã tư vấn chăm sóc sức khỏe, kết hợp tuyên truyền hướng dẫn bà con vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Cũng tại chương trình, người dân đến khám bệnh được cấp phát tờ rơi, tuyên truyền phổ biến giáo dục về pháp luật, về các nội dung như luật biên giới quốc gia, luật hôn nhân gia đình và luật giao thông đường bộ. Thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Hội Phụ nữ Biên phòng tỉnh Điện Biên đã trao tặng 10 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé. Đây là số tiền do chị em phụ nữ bộ đội biên phòng tỉnh nuôi lợn tiết kiệm nhằm giúp chị em phụ nữ biên giới có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo có thêm tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Tiếp đó, trong 2 ngày 26 và 27 tháng 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho nhân dân trên địa bàn xã Pa Thơm, Việt Nam và cụm bản Sốt Hùn, Lào. Tại chương trình, đoàn đã khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người dân, trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín trên địa bàn xã Pa Thơm, huyện Điện Biên và người dân của bản Na Luông, cụm bản Sốt Hùn, huyện Mường Mày. Qua thăm khám, các y bác sĩ phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp, tim mạch, thần kinh, xương khớp, da liễu. Các bác sĩ đã tư vấn chăm sóc sức khỏe, kết hợp tuyên truyền hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Hơn 600 suất thuốc, vật tư y tế được cấp phát miễn phí cho người dân là do Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup tài trợ. Cũng tại chương trình, người dân đến khám bệnh được cấp phát tờ rơi, tuyên truyền phổ biến giáo dục về pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới như luật biên giới quốc gia, luật phòng chống ma túy, luật hôn nhân gia đình. Nhân dịp này, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm do Hội Chữ thập đỏ kết nối trao tặng nhiều suất quà là đồ dùng thiết yếu trong sinh hoạt của người dân như quần áo, chăn cho các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn xã Pa Thơm và cụm bản Sốt Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, Lào. Những năm qua, phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở đồn biên phòng Mường Nhé đã có bước phát triển đi vào chiều sâu và lan tỏa trong toàn đơn vị. Việc học tập làm theo lời Bác đã trở thành tự giác trong công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Với nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đồn biên phòng Mường Nhé luôn tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Một trong những phong trào tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động, tại đây chính là việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác đi vào chiều sâu, cấp ủy, ban chỉ huy đồn đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức quán triệt, phát động và triển khai thực hiện sâu rộng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Với tinh thần đồn là nhà, biên giới là quê hương, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Mường Nhé đã hăng hái học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà hành động thiết thực đó là thành lập hũ gạo chiến sĩ. Thực hiện mô hình này, hàng ngày cán bộ chiến sĩ trích một phần gạo trong khẩu phần ăn của mình để giúp cho người nghèo đưa vào hũ gạo chiến sĩ. Cùng với đó, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã thực hiện duy trì có nề nếp việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn hàng tháng, giao ban hàng ngày, sinh hoạt đơn vị hàng tuần, tổ chức cho cán bộ chiến sĩ học tập, nghiên cứu đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia của các thế hệ cha anh. Từ đó, mỗi cán bộ chiến sĩ xây dựng cho mình kế hoạch học tập cụ thể, bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ cơ quan, sâu sát gần gũi cơ sở để củng cố, thắt chặt tình quân dân.
Những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tập thể cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Nhé thời gian qua chính là tiền đề vững chắc để đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới nơi cực Tây của Tổ quốc. Đồn biên phòng Pa Thơm có nhiệm vụ quản lý 31 km đường biên giới giáp Lào và địa bàn hai xã biên giới Pa Thơm, Thanh Chăn với 7 dân tộc sinh sống, chủ yếu là các dân tộc ít người như Cống, Lào, Khơ Mú, Thái. Đồn biên phòng Pa Thơm trực tiếp giúp dân phát triển kinh tế, đưa đời sống kinh tế của bà con nơi đây ngày một phát triển. Tham gia một buổi tuần tra đường biên mốc giới với các cán bộ chiến sĩ biên phòng Pa Thơm. Sau hành trình vượt đồi dốc, băng suối, luồn rừng, tổ công tác của đồn đặt chân tới cột mốc A110, một trong hệ thống 6 cột mốc giới mà đồn biên phòng Pa Thơm quản lý, nơi phân định ranh giới với nước bạn Lào, kiểm tra mốc giới chủ quyền. Đây là công việc mà hàng ngày, hàng tuần, cán bộ chiến sĩ đơn vị đều tổ chức thực hiện để bảo vệ chủ quyền, tránh việc xâm hại, di dịch, tác động làm ảnh hưởng đến cột mốc cũng như đường biên giới. Với tinh thần bốn cùng, với người dân, mỗi cán bộ chiến sĩ là những điểm tựa vững chắc, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, được đánh giá là một điểm sáng trong tăng gia sản xuất của lực lượng biên phòng. Nhiều năm qua, những mô hình trang trại chăn nuôi, trồng rau xanh tiêu biểu của cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Pa Thơm đã phát huy hiệu quả và giúp được rất nhiều cho người dân. Đồn biên phòng đứng trên vị trí trên địa bàn xã. Thứ nhất là biên phòng khi dân đấy. Kể cả về giúp dân thì phát triển kinh tế này, mới là gặt lúa này, mới là khi có việc giúp. Thứ hai nữa là kinh tế trên đồn biên phòng thì hỗ trợ và cho các dân thì tu sửa đường này, hàng năm này, phát quang đường này. Xong là còn khi các ngày lễ, ngày Tết, đấy là biên phòng rất là giúp dân là rất nhiều. Thứ hai này còn khi các cháu khó khăn học thì cũng còn con số học bổng là giúp là nâng đỡ được các cháu để trong những năm học qua, nhất ở trên tục cúng ở trong bản Phung Bòn. Sự bình yên và khởi sắc của bản làng các dân tộc Lào, Khơ Mú, Cống nơi đây, một phần nhờ sự chung tay đóng góp công sức tích cực của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Thơm. Những buổi tuyên truyền về kiến thức lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với thời tiết, khung thời vụ của các chiến sĩ đã đem lại thành công của mùa vụ. Đến nay, các bản Pa Sa Lào, Pa Sa Xá, Hủy Moi, Búng Bon, Sa Cuông của xã Pa Thơm đã có nước sạch, hơn 90% số hộ gia đình có nhà ở kiên cố. Diện tích thâm canh lúa nước hai vụ được mở rộng lên gần 100 hecta, diện tích lúa vụ mùa tăng lên 57 hecta, năng suất ước đạt 52 tạ trên 1 hecta. Lương thực bình quân đầu người hơn 630 kg trên một người một năm. Với những việc làm thiết thực của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Pa Thơm đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng bào các dân tộc nơi đây, hình ảnh người lính mang quân hàm xanh thực sự xứng đáng với truyền thống cao đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ được dân tin yêu, quý trọng. Hệ thống kho quân khí của các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nhiệm vụ cất trữ súng bộ binh, đạn trang bị theo súng, khí tài quan sát, quân cụ, trang cụ, phụ tùng và các vật phẩm quân khí theo biểu biên chế trang bị quy định. Trong những năm qua, công tác kỹ thuật quân khí của các đồn biên phòng luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của cấp trên. Các kho quân khí được cải tạo, xây mới, bảo đảm các trang thiết bị, tủ bảo quản khí tài, tủ đựng súng ngắn, giá súng, trụ kê trực tiếp, trang bị dụng cụ bảo quản đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý kho vũ khí, đạn dược theo quy định của ngành quân khí. Để nâng cao năng lực cất trữ, sắp xếp khoa học, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của ngành đối với hệ thống kho quân khí ở các đồn biên phòng, cấp ủy chỉ huy các đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định và hướng dẫn của cấp trên, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho bộ đội về tầm quan trọng của công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đạn dược, phòng chống mất cắp, cháy nổ và kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn và hoạt động phá hoại của địch, các loại đối tượng. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức canh phòng, bảo vệ 24/24 giờ kho quân khí, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, có kế hoạch và thường xuyên luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, bảo vệ đơn vị và kho tàng. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, các lực lượng trên địa bàn để tạo vành đai an toàn đối với đơn vị và kho vũ khí, đạn dược.
hạn chế thấp nhất các tác động từ bên ngoài có thể gây mất an toàn kho vũ khí, đạn dược và các yếu tố ảnh hưởng nguy hiểm đến con người, tài sản của nhân dân nếu xảy ra cháy nổ kho vũ khí, đạn dược. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với đồn biên phòng Pa Thơm đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, thu 2 bánh heroin. Theo đó, tổ công tác biên phòng làm nhiệm vụ tại đường ra biên giới thuộc địa phận bản Búng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, phát hiện đối tượng nam giới di chuyển trên xe máy Iblet biển kiểm soát 27B1-30895, hướng từ bản Pa Thơm đi về bản Búng Bon, có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra, đối tượng quay đầu xe tăng ga nhằm bỏ chạy. Ngay sau đó, các trinh sát biên phòng dùng vũ thuật khống chế được đối tượng. Tiến hành khám xét, tổ công tác phát hiện hai bên yếm phía trước xe máy của đối tượng có hai bánh hình vuông được bọc bằng keo màu vàng, bên trong chứa chất bột nén màu trắng là heroin, một điện thoại di động và 500.000 đồng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng được xác định là Lò Văn Dẫn, sinh năm 1982, trú tại bản Pá Nậm, xã Trường Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Dẫn khai cách đây khoảng một tháng có sang tỉnh U Đông Say, Lào làm thuê và quen một đối tượng nữ ở đó và trao đổi khi về Việt Nam. Nếu mua ma túy thì liên hệ qua số điện thoại sẽ mang bán cho Dẫn. Số ma túy trên Dẫn nhận từ đối tượng nữ tại bờ sông Nậm Núa, đối diện giữa bản Pa Thơm, Việt Nam và bản Na Luông, Lào, mua với giá 130 triệu đồng, đang trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ. Trong phần chuyên đề tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các đồng chí luật phòng chống ma túy. Chương 5. Quản lý nhà nước về phòng chống ma túy. Điều 40. 1. Bộ Y tế có trách nhiệm. A. Ban hành danh mục quy chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế và tổ chức thực hiện quy chế đó. Ban hành và chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan, tổ chức thực hiện quy chế quản lý chất ma túy sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học. B. Quy định việc nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy, cấp, thu hồi giấy phép lưu hành thuốc, phương pháp cai nghiện ma túy, hỗ trợ về người, chuyên môn kỹ thuật y tế để cai nghiện ma túy. C. Thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học. 2. Bộ trưởng Bộ Y tế cấp thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu thuốc cai nghiện ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, chất ma túy, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học. Điều 41. 1. Bộ Công nghiệp có trách nhiệm. A. Ban hành danh mục quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp và tổ chức thực hiện quy chế đó. B. Thực hiện hợp tác quốc tế về kiểm soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. 2. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp cấp thu hồi giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu, tiền chất sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 40 của luật này. Điều 42. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phòng chống ma túy, xây dựng tổ chức thực hiện các dự án giáo dục phòng chống ma túy trong nhà trường, các cơ sở giáo dục khác. Đồn biên phòng Nậm Kè được giao nhiệm vụ quản lý 12 bản của xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé với 885 hộ, 4.910 nhân khẩu gồm 7 thành phần dân tộc, đó là Kinh, Thái, Mông, Giao, Sán Chỉ, Cống, Si La. Xác định rõ công tác vận động quần chúng là một nội dung cơ bản trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy đồn biên phòng Nậm Kè thường xuyên chú trọng nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ giữ gìn an ninh biên giới. Hàng năm, đồn biên phòng Nậm Kè triển khai bố trí lực lượng bám địa bàn, kịp thời nắm bắt các vấn đề phức tạp mới nảy sinh trong nhân dân, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền ở cấp xã và chỉ đạo đội vận động quần chúng, xây dựng kế hoạch sát với tình hình địa bàn, đối tượng tuyên truyền nhằm triển khai có hiệu quả chương trình đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, vận động đồng bào các dân tộc không di dịch cư tự do, học truyền đạo trái phép, xâm canh, xâm cư, vượt biên giới trái phép.
Năm 2019, đồn biên phòng Nậm Kè đã tổ chức 45 buổi tuyên truyền với trên 3.100 lượt người nghe và tham gia. Nội dung tập trung tuyên truyền phổ biến luật biên giới quốc gia, luật tín ngưỡng tôn giáo, luật cư trú, tuyên truyền nhân dân không nghe, không tin theo lời lẽ kích động của kẻ xấu thành lập nhà nước riêng, không tuyên truyền đạo trái pháp luật. Thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, đến nay đơn vị đã vận động 3 tập thể, đó là bản Hủy Đá, Hủy Thanh 1, Hủy Thanh 2, tham gia bảo vệ trên 19,6 km đường biên giới với 10 mốc quốc giới, 12 trên 12 bản có tổ tự quản an ninh trật tự. Trong cái thời gian mà sinh sống tại địa bàn ấy, thì luôn được cán bộ biên phòng thường xuyên tuyên truyền vận động bà con nhân dân là chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, phát triển kinh tế gia đình, rồi không đi theo những cái tà đạo như nghiện hút, rồi không sinh con nhiều để cuộc sống ổn định. Song song với công tác tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nậm Kè luôn tích cực hỗ trợ, giúp đỡ người dân địa phương phát triển sản xuất, như mô hình lúa nước hai vụ được đơn vị triển khai tại bản Hủy Thanh 1. Quá trình triển khai, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã thực hiện 4 cùng, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng trao đổi phổ biến kỹ thuật trồng lúa nước và trực tiếp bám dân, bám nắm ruộng đồng cùng bà con đến khi thu hoạch. Với diện tích 1,5 hecta lúa nước, vụ chiêm xuân năm 2019 đã cho thu hoạch trên 4 tấn thóc. Lúa nước không chỉ giúp người dân chủ động được nguồn lương thực, mà còn dôi dư để bán và phục vụ chăn nuôi. Bên cạnh đó, đơn vị đã tham mưu cho địa phương duy trì củng cố 2 mô hình điểm về phát triển kinh tế hộ gia đình để làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn với các loại cây trồng như cây cao su, mắc ca và vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Riêng bản Hủy Thanh 1 cũng là làm lúa nước cũng một vài năm rồi, đến bây giờ cũng vài năm rồi nhưng mà lại cũng chỉ nó làm một vụ thôi. Một năm thì làm một vụ. Nhưng mà bây giờ có cái đảng và nhà nước, cán bộ bộ đội biên phòng xã Nậm Kè mình thì quan tâm đến địa bàn trong bản Hủy Thanh 1 thì có cái phương pháp triển khai cái vấn đề mà trồng lúa nước vụ chiêm, một năm thì hai vụ. Thì bây giờ năm nay trồng cái vụ chiêm năm nay, tôi tin tưởng rằng là chắc là làm thì khả năng được nhiều. Thì bây giờ bà con cũng chuyển đổi từ cái nương giấy chuyển sang bây giờ trồng lúa nước để một năm hai vụ để thu cái thóc đấy được nhiều hơn. Trong tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ tăng cường xã và đảng viên là cán bộ biên phòng phụ trách các hộ gia đình trên địa bàn, tích cực nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, đồng thời tham mưu cho các tổ chức đảng trên địa bàn duy trì chế độ sinh hoạt đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết, phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn, tuyên truyền, đặc biệt các hộ theo tà đạo, Chúa yêu thương chúng ta, tại bản Hồi Khon từ bỏ tà đạo theo hệ phái mà nhà nước công nhận. Theo đó đã có 20 hộ trên 105 khẩu ký vào bản cam kết từ bỏ tà đạo. Trong thời gian tới thì là lực lượng bộ đội biên phòng là sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt cái công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền đặc biệt, rồi tuyên truyền tập trung, kịp thời phát hiện những dấu hiệu mà đối tượng bị các thế lực bên ngoài câu móc để từ đó là có những biện pháp đấu tranh. Mặt khác là đơn vị cũng là tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương để làm sao phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn để làm sao nó tốt hơn. Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận động quần chúng với những việc làm thiết thực cụ thể, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nậm Kè đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đơn vị đứng chân. Từ đó, mối quan hệ gắn bó quân dân ngày càng bền chặt. Hiệu quả công tác vận động quần chúng của đồn biên phòng Nậm Kè còn góp phần cùng địa phương chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.